Xin chào các bạn. Trước mặt mình đây là một chiếc mạch BMS Zcon hay còn gọi là Zk, đã rất là quá quen thuộc đối với anh em làm pin. Chiếc mạch này là chiếc mạch bảo vệ pin có cân bằng chủ động và có kết nối qua Bluetooth. Thì chắc hẳn sau nhiều lần các anh em dùng thì cũng có những lúc các anh em đổi mật khẩu và quên mật khẩu và không còn nhớ mật khẩu nữa. Thì so với cách thông thường thì là mình sẽ liên hệ với nhà cung cấp cho mình một cái mật khẩu tạm thời để mình truy cập vào và mình sẽ đổi mật khẩu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cách mà có thể reset mật khẩu một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Mình đã tháo cái vỏ của nó ra. Đấy. Nó sẽ được như này. Đấy. Các bạn để ý nhá. Thì mình nói qua một chút trên cái thân mạch này thì các cái khối khác thì mình không nhắc tới. Đây là con vi xử lý này. Đấy, sẽ đảm nhiệm là xử lý chương trình. Đấy, vi xử lý này. Và các bạn để ý là cạnh cái con vi xử lý nó sẽ có một con IC này. Đây mình sẽ zoom cho các bạn sát cho các bạn nhìn rõ này. Đây là cái con chip nhớ đó, con chip nhớ này sẽ có 8 chân đấy. Thì nhà sản xuất họ đổ cái lớp phủ lên là mình không nhìn thấy mã là gì, nhưng các bạn để ý nhá là nó sẽ có cạnh con vi xử lý ấy, nó sẽ có con IC hoặc IC nhớ này có 8 chân. 8 chân thì đây là mình sẽ vẽ cái mạch của nó ra như này. Đấy. Đây là cái con IC nhớ nhá, thì nó chân 1, nó có cái gạch đầu tiên này, mình sẽ tính cho lên 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, nó sẽ có 8 chân. Các bạn để ý là chân 6 và chân 7 nó chính là chân data. Data nó sẽ đi. Đây, nó sẽ đi vào vi xử lý đấy, đồng thời là trên đường đi nó có hai con điện trở này để phân áp xuống mắt. Thì mình sẽ tí nữa mình sẽ reset mật khẩu, mình sẽ đánh chập hai chân data này để trong vi xử lý sẽ không nhận được tín hiệu từ IC nhớ truyền đến. Đấy, thì khi đó là các bạn sẽ mạch sẽ về trạng thái ban đầu, kể cả tên hay là mật khẩu sẽ về trạng thái ban đầu và các bạn truy cập vào, các bạn đổi mật khẩu ngay. Đấy, khi mà các bạn nếu không đổi mật khẩu các bạn tắt nguồn đi, mạch mở trở lại thì nó lại như ban đầu, nó lại IC nhớ nó lại trở về đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ thao tác cho bạn xem này. Đấy, các bạn chú ý đây là cái sơ đồ mình vẽ cho trực quan các bạn này. Đây là con IC nhớ này. Đấy, và đây là vi xử lý. Rồi. Đánh chập chân 6 và chân 7 khi khởi động mạch nhá. Đấy, đầu tiên mình sẽ phải cấp nguồn cho mạch trước. Các bạn cấp nguồn cho mạch, các bạn chỉ cần cấp nguồn từ 25V trở lên là mạch sẽ hoạt động được. Đấy. Mình có chuẩn bị một cái nút để khởi động. Đây, nút sẽ cắm xuống cái rắc bên dưới của mạch như thế này. Đấy, các mạch mới sẽ có cái rắc vừa hợp tích hợp để cắm cái nút. Các bạn không có thì các bạn có thể dùng một cái nhíp hay một cái gì đấy, các bạn đánh chập hai cái chân công tắc vào thì nó mạch sẽ mở. Đấy. Đây mình sẽ cắm này. Rồi. Đây. Mình sẽ khởi động lên. Đấy, mạch lên rồi. Đây, cái tên thiết bị của mình là Zk PVK đây. Đấy. Chỉ cập vào nhá. Và mình nhập mật khẩu này. 2 3 4 5 6. Đấy, sai không được nhá. Đấy. Rồi, tên của nó tên như này này, Zk gạch ngang PVK này. Đây là tên do mình đặt trước ấy. Bây giờ mình sẽ thao tác là mình sẽ reset lại mật khẩu nhá. Thì các bạn sẽ tắt nguồn đi, tắt giữ nghiền nó sẽ tắt này. Rồi, xong các bạn chuẩn bị một cái banh, cái nhíp hay là bất cứ một gì đấy. Các bạn đánh chọc chân số 6, chân số 6 và chân số 7 của IC nhớ nhá. Đây, chân số 6 chân này. IC nhớ tức là cái chân. Các bạn để ý nhá. Đây, cái đoạn này là mình rõ này. Đây là con IC nhớ này, nó sẽ có chân 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì với bên này là 4 chân này. Nó sẽ đấu chung với nhau và sẽ nối xuống mắt. Chân đầu tiên của IC nhớ là cấp nguồn. Đấy. Mình sẽ tính là cái gạch này để là cái gạch chiều của IC này, IC nhớ này. Và chân như theo hình vẽ của mình ấy thì tương ứng với trên mạch thực tế này thì chân số 7 và chân số 6 đây là chân data cộng data trừ sẽ đi về vi xử lý thông qua hai con điện trở thoát mát. Đấy, thì bây giờ mình sẽ câu chập hai chân data 7 và 6 này để ngăn cho không cho IC nhớ truyền về vi xử lý. Rồi, mình sẽ bây giờ mình sẽ thao tác nhá, mình sẽ lấy cái nhíp, mình sẽ đánh chập chân số 7 và chân số 6 của IC nhớ trước, sau đó mình sẽ dùng cái nút này, đồng thời mình sẽ bật đấy, các mạch khi đã lên rồi các bạn giữ nhá, cứ lên hẳn đi, xong các bạn lại buông ra, các bạn truy cập vào app này. Đấy, đấy các bạn thấy không, nó đã về tên mặc định này, cái trên là cái mạch khác của mình nhá. Đấy, đấy các bạn bấm vào đấy, mạch nó nháy nháy này. Đấy, rồi sau đấy các bạn đổi mật khẩu không, đây các bạn vào đây, các bạn sẽ nhập 1 2 3 4 5 6. Đấy, nó đang về mặc định mật khẩu nhà sản xuất nhá. Thì các bạn thấy đổi, các bạn không đổi thì đến lúc đến cái kỳ mà mạch tắt đi bật trở lại sau là nó sẽ lại quay về mật khẩu trước mà nó nhớ được đấy. Thì các bạn đổi có thể thành 1 2 3 4 5 6 7 8. Để lại đi, mình sẽ đổi là 1 2 3 4 5, biết nhầm rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi. Rồi, à đâu, bên trên là mật khẩu hiện tại chứ, hiện tại này 1 2 3 4 5 6. Ok, bên dưới nhá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, xong rồi này 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, đấy đã đổi thành công nhá. Rồi, các bạn thấy không, đấy đã đổi thành công. Bây giờ mình sẽ thoát ra, mình tắt đi. Đấy, rồi bây giờ mình khởi động lại này. Đấy, xem là mật khẩu được đổi thành mật khẩu mới của mình từ 1 đến 9 có được không, chưa có được không nhá. Đấy, rồi các bạn thấy không, nó sẽ về đúng tên mặc định nhà sản xuất luôn này,
20S4P này, đây. Đấy. Rồi. Cái này mình nhập được không này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, được rồi các bạn nhé. Đấy, ok, dễ không các bạn? Đấy thì hy vọng là với cái video của mình chia sẻ thì các bạn có một cái sau vô tình quên mật khẩu thì các bạn cứ áp dụng theo cái cách nào của mình để lấy mật khẩu nhanh nhất và dễ dàng nhất. Để nếu các bạn mà có cách nào lấy mật khẩu hay hơn và nhanh hơn thì các bạn cứ chia sẻ hoặc để lại comment phía bên dưới video nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.